Hello, xin chào, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em CC đi tắm rửa rồi, đi ngủ rồi Thì có một chị bạn, chị gọi cho CC Vì chị nói là chị không có ngủ được Chị nói là muốn kể cái câu chuyện này quá à Cái CC mới hỏi rằng là kể chuyện gì Thì chị nói là thấy vui lắm, thích lắm Cho nên là muốn kể Nhưng mà nếu CC cảm thấy Youtube họ không cho kể thì à, CC bỏ bớt những cái phần nhạy cảm đi, còn CC kể đi, à, mình nghĩ đây là câu chuyện tốt á, được á, CC cứ kể đi, kể đi cho mọi người, nếu người ta chưa biết thì người ta biết, tại vì đối với tôi đó thì tôi thấy không có gì là xấu xa hết, mà tôi là người đạo Công giáo, thì những gì Thiên Chúa đã mang đến cho tôi, thì tôi giơ tay tôi đón nhận, dù đó là giàu nghèo sang hèn tôi đều chấp nhận mà các bạn biết không chị là đạo theo đó các bạn chứ không phải chị là đạo gốc cho cc xin một tí xíu ha cc mới vừa rửa mặt xong á cái mặt nó sợ nó khô á cho nên cc phải xài cái chai toner này ha phải như vậy xong rồi bắt đầu là thoải mái ngồi kể chuyện cho các bạn nghe nãy giờ cc với chị á nói chuyện với nhau mà cc cười mà cười lăn cười lộn luôn không biết là các bạn có cười hay không chứ cc là cười mà cười thoải mái luôn đó ngày hôm nay cc đi shopping nhiều lắm sách nặng thật là nặng ngày hôm nay chỉ đi mua đồ đàn ông thôi à nhưng mà nặng lắm thôi bây giờ chúng ta vào câu chuyện câu chuyện này đó là liên quan tới thôi Thành ra là các bạn đừng có nghĩ là ờ tại sao cái chị CC này chỉ tục tiểu quá chị cứ nghĩ như vậy là tại vì khán giả kể cho CC nghe. Ở bên Mỹ đó nói về những cái thôi là chuyện rất bình thường các bạn. Họ bán đầy ở ngoài tiệm kìa, hợp pháp. Cái đó nó giúp cho những người lớn tuổi, cho những người độc thân, những người Mỹ cái đó không có gì gọi là tục tiểu cả thì à, chị nói việc đầu tiên đó thì chị xin giới thiệu chị tên là ngân chồng của chị bây giờ đó là anh ẩn thì à, chị nói rằng là chị không có ngại gì hết nói tên thật luôn là tại vì sao vì bây giờ chính cái người ấy là chồng của chị hiện tại bây giờ khi mà chị ngồi chị kể cho CC nghe đó là anh ngồi bên cạnh lâu lâu anh cũng nói vô một câu thế là CC và chị và anh đều cười hắt 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 lên như vậy nè thì à, chị nói là chị kể sơ về cái cuộc đời của chị thì à, chị và người chồng ở với nhau 25 năm mà không có con. Và đây là một cặp CC biết chị ngoài đời luôn á, chị là bạn của CC đó nha các bạn. Hai vợ chồng anh chị là một cái gương mà để cho bao nhiêu người ngay tại tiểu bang đó mơ ước đó các bạn. Hai vợ chồng không có con nhưng mà họ dễ thương, họ hiền lành, họ đạo đức, họ vui tính, họ sống hết mình vì mọi người. Chị đi làm hãng, anh cũng đi làm hãng. Một tuần lễ làm 5 ngày. Hai cái ngày thứ bảy và chủ nhật thì anh đó ngày xưa chắc anh đi lính gì đó, rồi nói chung là ở bên Mỹ thì họ hay tụ họp lại ca hát vui chơi hoặc là những cái buổi lễ kỷ niệm gì ngày xưa ngày xưa gì đó là lúc nào cũng có mặt anh nhưng mà CC không biết gọi cái đó là cái gì nữa CC không có chỗ CC ở Mỹ không à không có như vậy cho nên CC không biết gọi là gì ha chị nói á là hồi trẻ khác khi từ từ lớn lớn từ từ rồi thì tuần hai lần thôi rồi càng về sau nữa thì lần ngày thứ sáu là ngày của anh chị ngày thứ bảy là ngày chị đi chợ vì mỗi một tuần là anh chị thường tụ họp bạn bè hoặc là đi tới nơi nào đó để làm ra những buổi tiệc buổi gì ăn uống với nhau trong cộng đồng trong cộng đồng gọi là chị cộng đồng đó chị đó gói bánh tét gói bánh trưng gói bánh giò gói bánh nếp làm bánh dày giò, làm xôi vò, làm cơm rượu. Chị biết làm rất là nhiều, nói chung chị là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời các bạn. Thì 25 năm trời, anh thích vui chơi, ca hát, họp nhóm với cộng đồng. Thì chị là vợ, chị luôn luôn theo gót chồng mình. Tức là giúp đỡ chồng mình những cái chồng mình cần. Đôi bàn tay của chị và chị dùng tiền của gia đình chị bao nhiêu người trong bữa tiệc là chị đãi hết có nhiều khi hội họp nhóm phải cần làm tới mấy trăm cái bánh giò hoặc là mấy trăm cái bánh gì gì đó là đôi bàn tay của chị chị làm ra để đãi hết tất cả thậm chí là cái gì cái gì đỏ đỏ đó các bạn thịt đỏ đỏ mà nhét vô bánh mì đó chị cũng dùng đôi bàn tay của chị để chị làm nói chung chị làm tất cả vì cộng đồng ha cứ mỗi một tuần là chị mang đồ ăn ra cho CC CC thích lắm Chị cũng người bắt giống như CC nè Thành ra các món ăn mà chị làm đó Phù hợp với CC lắm Hai chị em rất là thân nhau Anh chị là ở trong cái mobile home Mà cái mobile home đó đó Cái đất ở đó đó Lúc đó thuê rất đắt tiền Tại vì sao? Họ chỉ cho những cái mobile home Ở cái giá tiền như vậy mới được thuê cái đất đó Tức là cái khu đó mặc dầu là mobile home nhưng rất sang trọng Chứ không phải là bình thường Mobile home cũ, mobile home 2 phòng cũng không được phải từ 4 phòng Sang trọng vô cùng, họ thách khe hết trong cái khu đó rất là đẹp Thế là anh chị ở đó suốt hai mươi mấy năm Thì năm thứ 23 Có một cái gia đình đó, ở đâu đó Họ mướn một cái miếng đất ở đó vì cái mobile home ở đó có người dọn đi. Mà chị nói đó, ai mà muốn vô được cái khu đó ở đó, khó lắm. Họ check credit rất là khó mới thuê được cái miếng đất đó để đặt cái mobile home lên. Thì chị nói, chị xin phép là chị không có muốn nói cái địa điểm chị ở ha. Cô đó, cô tới đó. Cô đi hết tất cả trong cái khu đó, từ Mỹ cho tới Việt Nam. Cô gõ cửa tầng nhà, cô chào, cô làm quen. Trẻ mà đẹp cổ có hai đứa con trai và một người mẹ lớn tuổi cổ không có chồng đã ly dị chồng thì đi vòng vòng chào hết nhà người này người kia người nọ thì gõ cửa nhà chị là việt nam thế là cổ mừng quá mobile home của chị ngân cách một cái mobile home là tới của cổ thành ra sát như vậy mà chung một dãy luôn thì khi mà được người Việt Nam rồi vui vẻ quá thế là cổ mới gọi điện thoại cho mẹ cổ và cổ nói mẹ cổ hay dẫn hai đứa con cổ qua bên này có người Việt Nam đây mẹ rồi thế là ngồi nói chuyện với nhau thì bác đó đó bác cũng là bác di cư thành ra nói chuyện phù hợp với nhau vô cùng rồi bác cũng nói là ô bác cũng nấu sôi vò nấu xôi gớt bác này nọ thành ra chị nói trời ơi chị rất là vui mừng trong khi bao lâu nay đó thì thật sự trong cái khu của chị ở đó mỹ không à cho nên là chị cũng không có hàng xóm là Việt Nam thì đã chị rất là vui với bác với lại gia đình của cái cô em này thầy cô em này tên Kiều ha thì trò chuyện hỏi thăm nhau thì cái cô em này giống như là quen bắt chuyện mau á cổ khai hết luôn cô nói rằng là cổ với chồng cổ ly dị thì chồng của cổ đòi lấy cái tiệm neo và đòi lấy luôn cái nhà cho nên là đưa cho cổ một số tiền chia ra phần của cổ và của con cổ và cổ lấy số tiền cổ đi cổ mua nhà khác nhưng mà cổ nghĩ đó mua nhà thì cổ phải thách khe là cổ nói cổ không muốn chẳng thà cổ đi mua một cái mobile home thật sang trọng thật lớn thật đẹp rồi cổ mướn cái miếng đất đó cổ đặt vào đó rồi gia đình cổ ở với nhau người ta thách khe hết tất cả mình không cần phải làm gì từ cái cây cho tới ngọn cỏ cổ cũng không phải làm thì uh đi tìm hiểu hết tất cả luôn sau đó mới quyết định mua cái mobi home và đặt ở đây rồi cô kể chuyện rất nhiều nhưng mà chị nói thôi chuyện của cổ cho nên là chị cũng không có muốn kể nhiều bây giờ kể tiếp của chị chị ngân đi làm mà ngộ chị ngân chỉ nói làm như là tới cái số tới cái lúc hay sao đó chắc có thể ông trời ông cho mình được nhiêu đó là nhiêu đó à chứ vợ chồng chỉ hạnh phúc lắm thì tự nhiên cái công việc làm ăn của chồng chị bị thay đổi. Một là phải đi tiểu bang khác. Hai là phải đổi ca, làm ca đêm. Từ ca ngày chuyển xuống ca đêm. Còn chị thì vẫn làm bình thường. Thì chị mới nghĩ bụng là ờ, thôi kệ đi cũng được. Chứ bây giờ còn hơn là dọn đi tiểu bang khác. Rồi chị không có việc làm sao. Thế là hai vợ chồng đồng ý. Ban ngày chị đi làm thì ổng ở nhà cái cô hàng xóm đó, cô mới, mà nhà không có đàn ông nữa. Thế là chút xíu gì thôi là cô cũng gọi cho cái ông này. Tại vì cái vợ chồng này, là vợ chồng của chị Ngân đó, là người giúp đỡ cho hết tất cả mọi người. Nửa đêm đó, mà cái vòi nước nhà bạn bị tóc tách tóc tách chảy nước, chỉ cần gọi thôi, nửa đêm, hai vợ chồng cũng đi tới sửa. Nói chung là hai vợ chồng này rất tốt, tại cái tiểu bang này ai cũng phải biết, thì, à, cái cô kiều đó đó sau này thì chị ngân chị mới nói cái câu chắc có lẽ chị tức á. chị mới nói vậy nè mẹ nó nó ăn không được nó cũng kêu chồng tôi nó ỉa không được nó cũng kêu chồng tôi ý chắc chị tức cho nên chị nói câu đó với cc đó chị đi làm anh này anh ở nhà chị ngân chị nói là chị không biết là họ thân với nhau từ bao lâu thì chị nói thật sự chị không biết mà chồng chị đó Hai vợ chồng nhà cửa sạch sẽ lắm Uống một ly nước xong là rửa úp lên liền Mà không nhận úp lên Lâu cho khô cất lên luôn Có rửa úp xuống Có nhưng mà ít lắm Lâu úp luôn Nhà lúc nào cũng gọn gàng Ngăn nắp sạch sẽ Không có cái gì bày bừa hết Thành ra đó khi mà chị đi làm về đó Chị cũng không thể nào mà nhìn thấy được Một cái gì đó lạ Trong cái căn mobile home của chị cả Thế là thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Thì cái bữa đó, đang đêm, thì cái cô em đó đó, cô Kiều đó đó, cô mới gọi cho chồng chị vào lúc nửa đêm, 2 giờ 34 phút sáng. Chị nói là không bao giờ chị quên cái giờ đó, vì giờ đó là giờ chị đang ngủ mà. Nhưng mà cái ngày đó lại là ngày chồng chị nghỉ. Thì chị mới nói, sao anh ngủ với anh không off phone? Ông mới nói là ờ, anh quên. Rồi chị mới đưa tay chị chụp lấy cái phone Khi cái phone nó còn ren Thì chị cầm lấy một cái là chị quẹt lên cái phone nó sáng lên Chị nhìn thấy hình cái cô đó Chị khẩn lại mà chị nói lúc đó đang ngủ mơ mớ nữa Cho nên chị nghĩ chị cũng hơi nói sai Chị giận quá Chị mới nói rằng là Tại sao anh để hình nhỏ đó trong phone ông Ông để hình túi thì ông chồng ông mới ngồi bật dậy ông mới nói em à hôm nay em dùng cái từ ngữ gì nói chuyện với anh vậy thì tự nhiên là chị ngân chỉ mới khận lại chị nói là em xin lỗi mà làm sao vậy thì anh mới nói làm sao làm sao thì bây giờ tên trùng tên tên người nào anh để cái hình người đó thì cái người đó họ gọi vô thì cái mặt họ nổi lên thì anh đã biết cái người đó là ai thì anh bắt chứ có gì đâu giờ em lấy phone em em gọi coi mặt em có nổi lên không chỉ cầm phone chứ chưa gọi liền Ờ à, mặt nổi lên thật rồi thôi rồi cũng mới nói à, người gì mất lịch sự nửa đêm gọi chồng người ta làm gì muốn gì Ông không nói tiếng nào hết Ông ôm chỉ nằm xuống anh nói thôi ngủ đi thì chị nằm xuống mà đâu có ngủ được. Chị cứ lăn qua trở lại. Chị nói là anh có thấy nó bất lịch sự không anh? Ông cô không trả lời luôn. Rồi chị nói là phải chi anh với nó có gì đó. Thì nó nhắn cho anh. Thì đúng. Anh với nó có gì đâu. Mà nửa đêm tự nhiên đi nhắn chồng ta. Vô du duyên. Rồi sau đó chị muốn ngủ nhưng chị lại không ngủ được nữa. Chị nói là khoảng chừng tiếng thôi à không có lâu, chị nghe bấm chuông. Chị hết hồn, nửa đêm ai bấm chuông nhà mình. Chị nhìn đồng hồ 4 giờ 15 phút. Trời còn tối đen như mực à. Thì chị mới nói ăn chuông nhà mình anh. Thì Ông mới nói là em nằm lại đi, để anh đi ra thì ổng đi ra nhưng mà chỉ thương chồng mà đâu có để chồng đi như vậy chỉ đi theo mà anh không có biết anh tưởng là chỉ còn nằm ở trong anh đi ra thì cửa rồi đó có một cái lớp cửa lưới nữa ổng mở cái cửa đó trước thì vẫn còn cản cái cửa lưới nhưng mà nhìn là thấy chỉ mới nấp vô thì chỉ nói là chỉ nấp vô cái tường ngay chỗ gần cái cửa đó nhà chị nó có cái góc vuông thì chị nghe chồng của chị nói với cái cô đó đó em làm cái gì vậy anh đã nói với em rồi ngày mai anh qua thì cái cô này nè cô dậm chân dậm chân ở ngoài cửa cô mới nói rằng là anh hứa với em 11 một giờ anh qua sao anh không qua mà lớn tiếng lắm cái chị này chị nghe Chị nói rằng là cái chân chỉ thọt ra rồi cái chỉ thục vô thọt ra thục vô vậy đó chứ định bước ra nhưng mà chỉ nghi rồi chỉ nói không bây giờ mình bước ra là lộ hết bắt đầu bây giờ để mình xem sự việc như thế nào chỉ nói chỉ đứng mà người chỉ nó run mà chân chỉ cứng lại luôn nghe bọn họ nói chuyện với nhau thì cái cô đó đó cũng mới nói rằng là anh để em đứng ở ngoài như vậy hả Sao anh không mở cửa cho em vào thì ông mới trả lời là làm sao vào được em sao vậy em đi về bệnh đi rồi anh về thì chị Ngân chị nói chị nghe cái câu là sao tức là họ đã cặp bồ với nhau lâu rồi hả em đi về bệnh đi rồi anh về vậy nhà nào là nhà của anh nhưng mà chị Ngân chị nói đó Kiều á không có chịu đi Kiều cứ đứng ngay cửa Còn lắc 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 Cái cửa lưới nhà chị nữa Thì chị mới nghĩ rằng là Tụi nó quá lộng hành Nhưng mà tại sao chị không phát giác ra một điều gì từ chồng chị vậy Trong 2 năm các bạn Thì chị nói là Người chị nó cứng, nó đơ, nó lạnh Nhưng mà chị cũng ráng từ từ chị nói rằng là chị không chịu đựng nổi chị đi vào giường chị ngồi xuống chị lấy cái chăn chị kéo lên người chị mà nó rung chị rung không phải vì lạnh nhưng mà chị rung vì chị không tin được là cái sự việc đó nó xảy ra với chị càng ngồi thì chị càng rung thế là chị đứng lên thì rung quá lại phịch xuống đứng lên run quá lại phịch xuống mấy lần như vậy không đứng được mà chị nói không biết là bọn họ làm cái gì ở ngoài đó mà lại lâu như vậy chị nói ít nhất cũng phải ba chục phút luôn ổng mới đi vô khi ổng vô thì ổng thấy chị ngồi như vậy nè chị cầm cái chăn chị kéo lại như vậy nè chị nói đó là chị nói với ổng mà cái giọng nói của chị rung 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 không khóc thành tiếng nhưng mà nước mắt chảy rất nhiều anh lấy nó rồi hả nhà này với nhà đó nhà nào là nhà của anh em nghe hết rồi anh muốn lấy nó sao anh không nói cho em biết em thương anh mà cái gì em cũng cho anh hết Chị lớn hơn mình 6 tuổi đó các bạn Em già rồi Thì bây giờ anh đi tìm những đứa trẻ Nhưng anh phải nói cho em một tiếng Để chúng ta ly dị Rồi anh muốn lấy ai anh lấy Chứ anh làm như vậy đó Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Cuộc đời của em hy sinh hết cho anh Không có con nhưng em vẫn ở bên cạnh anh vẫn nâng khăn sửa túi cho anh anh đi ra đường anh không bao giờ mất mặt với bất kỳ một người nào hết tất cả ai cũng biết vợ chồng mình ai cũng mơ ước giống như vợ chồng mình nhưng mỗi gia đình mỗi hoàn cảnh khác nhau anh có thấy anh là thần tượng của rất nhiều đứa trẻ không anh có thấy rất nhiều đứa nó gọi anh là daddy khi mà có những buổi nhóm họp không anh có thấy rất là nhiều người mình đi tới đâu họ cũng nói rằng tại sao hai người không có con mà lại hạnh phúc đến như vậy không anh những lời người ta khen tặng mình anh có để vào tim anh không hãy nói cho em biết trái tim của anh nó đi lạc bao lâu rồi hà một lần đâu. Hãy nói ra. Em chấp nhận đâu? Đâu một lần rồi thôi. Nếu chúng ta không còn tình yêu thương thì cũng còn cái tình cái nghĩa. Cho nên anh muốn như thế nào? Hãy nói cho em biết. Đừng có giết em, đừng giết dần giết mòn con người em. Chị ngồi chị nói, nói trong nước mắt nhưng mà không có khóc thành tiếng. Anh ngồi xuống. Anh không đụng gì tới chị cả. Và anh nói với chị là anh xin lỗi em. Anh cặp bồ với cổ gần 2 năm rồi. Thì chị ngân chị ngồi chị tính ra. Chị nói là kiều á nó tới đây nó ở chỉ mới có hai năm mấy tháng nè à. vậy chẳng lẽ khi nó mới về đây ở được vài tháng là anh cặp bồ rồi hả hay là anh đã cặp bồ với nó từng ở đâu rồi anh đưa nó về đây mướn ở gần đây có đúng không chứ làm sao mà quen được như vậy anh nói là không anh nói đó là mỗi lần chị Ngân đi làm, thì mẹ của Kiều với Kiều, anh qua nhà ăn cơm. Mà tánh của anh đó, là anh không có ở không. Anh thấy cái gì anh cũng làm hết á. Anh sửa cái này, anh chăm sóc cái kia. Rồi đó, anh và Kiều đi ra lô, mua những cái cây về trồng, những cái dàn bông cho mẹ của Kiều. Mẹ của Kiều rất thích bông thế là hai người họ cứ đi bên nhau mẹ của kiều đó bà cụ rất đàng hoàng rất hiền lành rất phúc hậu nhưng mà theo như chị ngân nói đó bà cụ lớn tuổi rồi kiều đó nó nuôi bà cho nên là nó làm gì làm bà khuyên nó vài lần không được bà cũng bỏ lơi luôn bà biết là con bà sai nhưng mà bà chỉ biết cầu nguyện thôi khi mà chồng của chị ngân ngồi nói hết như vậy thì trong đầu của chị ngân nghĩ rằng là tại sao mình phải ngồi mình nghe ông nói thôi thì ông lấy cái đó ông đúc vô cái lỗ khác rồi thì cho ông đúc luôn đi mình thôi chỉ nói là chị không bao giờ mà tục tiểu đâu nhưng mà tới cái lúc đó chỉ trong đầu chỉ nghĩ tục lắm. Trời chị kể với CC còn hơn như vậy luôn đó. Nhưng mà CC chỉ nói ra như vậy thôi. Nhưng mà ý của chị đó là chị cảm thấy là ghê tởm một cái người đàn ông. Có một cây gậy à. Mà bỏ vô cái lỗ này, bỏ vô cái lỗ kia, bỏ vô cái lỗ nọ. Thấy dụ như vậy đó. Chị nói là chị ghê tởm. Chị kinh sợ lắm vì chị không có bao giờ nghĩ ra những cái chuyện như vậy cho nên là chị nói thẳng với chồng chị luôn em không xài cái gậy này nữa đâu anh mang nó đi đi với lại nó cũng già rồi nó cũng sắp rơ rồi cho nên là phải cần có những cái gì đó nó sung nó trẻ để nó đỡ cho anh Em đỡ không nổi Anh đi đi Ngày mai Em ra luật sư Thì Khi mà chị Ngân nói như vậy xong á, Là tự nhiên người chị Ngân Nóng hừng hực hừng hực lên Thì chị mới đi ra tủ lạnh Để chị lấy ly nước chị uống Ông đi theo ra Thì chị Ngân thấy Ông ghé đi qua cái phòng bên kia là cái phòng mà hai vợ chồng làm việc chung với nhau đó giấy tờ để bên đó đó ông cầm ra một tờ giấy với cây viết rồi ông nói chị ngân là ngồi ở sofa đó đi ông viết liền tức thì cái tờ đơn ly dị ngắn gọn hai bên đồng tình ly hôn ông đưa cho chị ngân ông nói chị ngân đọc đi chúng ta đồng tình ly hôn phải không chị ngân chị nói chị tức lắm chỉ nhìn ổng ừ. chỉ mới nói rằng là tôi lạy ông